Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết số 128, thống nhất từ trung ương đến địa phương, đồng thời bám sát thực tiễn, kịp thời sửa đổi bổ sung những vấn đề chưa phù hợp, bảo đảm sự lãnh đạo nhất quán, tập trung, xuyên suốt. Tinh thần là không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nhưng không hoảng hốt, lo sợ. Cần phải nhanh chóng xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó, tổng hợp nhu cầu và tổ chức mua, dự trữ đủ vaccine, thuốc, sinh phẩm, trang thiết bị y tế, phòng chống dịch tại các địa phương. Tập trung hoàn thiện chiến lược tổng thể phòng chống dịch, đồng bộ với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội.